Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình Khi đảng còn kiên định chủ nghĩa xã hội, đất nước còn khốn cục Ngày 22 tháng 10, blog Trân Văn trên Vway Tiếng Việt bình luận Xây dựng chủ nghĩa xã hội cho ai và đảng thật sự vì ai Tác giả dẫn lại tuyên bố của ông Tô Lâm Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân Nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, đường lối của đảng Mọi sự phấn đấu của đảng, nhà nước, cả hệ thống chính trị chỉ có ý nghĩa khi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tác giả nhận xét, vào lúc này với hiện trạng kinh tế, xã hội như đã biết và đang thấy, đa số người Việt có thể tự trả lời với sau, cuộc sống của họ có ấm no và hạnh phúc hay không. Còn với đầu thì không cần ngoái lại phía sau hay ngóng về phía trước, chỉ cần nhìn vào những sự kiện mới nhất, tự nhiên sẽ nhận ra đối tượng nào mới là chủ thể trong mọi chủ trương, đường lối và sự phấn đấu của đảng. Và đây là hình bài trên blog Trân Văn VOA. Tác giả đề cập đến việc thanh tra chính phủ vào trung tuần tháng 10 này đã công bố kết luận của đợt thanh tra về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Hà Nội, Sài Gòn, Bình Dương trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2019. Theo đó, cả 8 trường hợp bị thanh tra đều xảy ra sai phạm nghiêm trọng đến mức cần phải chuyển cho công an điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự. Tác giả lưu ý, đợt thanh tra vừa đề cập chỉ là một trong nhiều đợt thanh tra về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa. Doanh nghiệp nhà nước từ trung ương đến địa phương là một trong những yếu tố khiến quốc gia lụn bại đến mức trung ương đảng khóa 10. Từ năm 2006 đến năm 2011, phải quyết định xóa bỏ tình trạng doanh nghiệp nhà nước độc quyền hoặc được hưởng đặc quyền sản xuất, kinh doanh như than chốt của nền kinh tế. Tuy nhiên, tác giả nhận định cổ phần hóa lại tạo ra một loại đại họa khác. Nhiều cá nhân, nhiều nhóm đã biến tài sản nhà nước thành tài sản riêng, mà cả thanh tra chính phủ lẫn kiểm toán nhà nước cũng phải thừa nhận đã gây thất thoát nhiều ngàn tỷ đồng. Song tác giả cảm thán, Trung ương đảng khóa này từ năm 2021 đến năm 2026 vẫn xác định phải duy trì doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực then chốt, vì kinh tế nhà nước là công cụ, là lực lượng vật chất quan trọng nhằm đảm bảo bản sắc của kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bất kể báo cáo của chính phủ về hiệu quả hoạt động của khối doanh nghiệp nhà nước trong năm 2020 tiếp tục cung cấp thêm nhiều số liệu đáng giận vì tổng vốn đầu tư tăng mà tổng doanh thu và lãi vẫn tiếp tục giảm rất sâu. Và đây là hình một tổng công ty nhà nước thua lỗ triền miên. Tác giả bình luận, dù thực tế buộc giới lãnh đạo đảng phải đẩy doanh nghiệp nhà nước từ vị trí chủ đạo của nền kinh tế sang vai trò then chốt, dù được bơm hàng ngàn tỷ đồng và đã hút gần như toàn bộ nội lực quốc gia song doanh nghiệp nhà nước chỉ dẫn đầu về chỉ số nợ tổng nợ trên tổng vốn Tác giả Mỹ Mai sau việc làm quốc gia khánh kiệt kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã mở thêm lối cho nhiều đảng viên trung kiên trở thành tư sản đỏ qua cổ phần hóa Tác giả cũng đề cập đến việc vào năm 2022 Thủ tướng đã phê duyệt đề án cơ cấu loại doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 mà mục tiêu chính là thu hồi ít nhất 248.000 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia và trả nợ công trong 5 năm từ năm 2021 đến năm 2025. Đề án này khiến nhiều người băn khoăn bởi ước đoán số thu tối thiểu chỉ khoảng 248.000 tỷ đồng, rõ ràng là quá khiêm tốn. Trở lại với kết luận mới nhất của thanh tra chính phủ về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước. Tác giả đánh giá, khi đảng còn kiên quyết đeo đuổi mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội để duy trì quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, thì nội lực quốc gia còn thất tán và sự khốn khổ không có điểm dừng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Khi đảng còn kiên định chủ nghĩa xã hội, đất nước còn khốn cục. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu chính trường Ba Đình còn trao đảo đến đâu nữa? Ngày 20 tháng 10, luật sư Vũ Đức Khanh có bài bình luận nói trên, đăng trên Thời báo chấm đề. Sự bất đồng nội bộ giữa việc duy trì mối quan hệ truyền thống với trung quốc và nga và xu hướng gia tăng hợp tác với phương tây là một trong những lý do khiến tình hình chính trị ở ba đình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết những sự thay đổi nhân sự quá nhanh khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu chính trường ba đình còn trao đảo đến đâu nữa và đây là hình một kỳ họp quốc hội trong bối cảnh quốc tế hiện nay khi việt nam liên tục nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với năm quốc gia phương tây như hàn quốc mỹ nhật bản úc và pháp trong thời gian chưa đầy 2 năm thì việc duy trì ổn định chính trị và định hướng phát triển là tối quan trọng. Tuy nhiên, sự trao đảo trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam lại là dấu hiệu của một tình trạng bất ổn ngầm trước áp lực quốc tế ngày càng lớn. Điểm thứ nhất, bất ổn nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam và áp lực quốc tế. Việc thay đổi liên tục các chức danh lãnh đạo cao nhất tại Việt Nam, đặc biệt là chức chủ tịch nước, thể hiện rõ một thực tế. Nội bộ đảng Cộng sản đang gặp khó khăn trong việc giữ vững sự đồng thuận và ổn định quyền lực. Từ chiến dịch chống tham nhũng của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đến sự phân chia quyền lực giữa các nhóm lợi ích, hệ thống lãnh đạo Việt Nam đang phải điều chỉnh trước sức ép nội bộ lẫn bên ngoài. Tuy nhiên, chính những động thái nhằm chuyển trọng tâm sang hợp tác với phương Tây gần đây lại tạo ra áp lực lớn hơn lên nội bộ đảng khi các phe phái quyền lực có những toàn tính riêng trong việc lựa chọn hướng đi cho đất nước. Sự bất đồng nội bộ này là một trong những lý do khiến tình hình chính trị ở Ba Đình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Và đây là hình Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức. Điểm thứ hai, ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư quốc tế. Trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, sự thay đổi quá nhanh trong bộ máy lãnh đạo, đặc biệt là ở vị trí biểu tượng như Chủ tịch nước, có thể gây ra những nghi ngại về sự ổn định dài hạn của Việt Nam. Bởi niềm tin vào sự ổn định chính trị là yếu tố then chốt để đảm bảo dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào. Nếu sự thay đổi này không được công khai và minh bạch sẽ khiến nhà đầu tư lo ngại. Những biến động gần đây có thể làm tổn hại đến hình ảnh đất nước nếu chính quyền không kịp thời đưa ra các biện pháp rõ ràng nhằm trấn an dư luận và các đối tác quốc tế. Đối với các nhà đầu tư phương Tây, đặc biệt là trong bối cảnh hợp tác chiến lược toàn diện, sự ổn định chính trị sẽ là yếu tố quyết định cho sự tiếp tục phát triển quan hệ thương mại và đầu tư. Điểm thứ ba, cần cải cách chính trị mạnh mẽ để duy trì phát triển và tránh sự lũng đoạn của Trung Quốc. Nhìn xa hơn, Việt Nam cần tiến hành các cải cách chính trị một cách mạnh mẽ để duy trì sự phát triển kinh tế và tránh rơi vào thế bị động trước sự can thiệp từ Trung Quốc. Nếu không có những cải cách cần thiết, khoảng trống quyền lực hoặc sự thiếu minh bạch trong việc điều hành đất nước có thể tạo điều kiện cho Trung Quốc lũng đoạn kinh tế và chính trị Việt Nam. Và đây là hình một tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm. Trung Quốc luôn là một đối tác có sức ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam và họ sẵn sàng tận dụng bất cứ điểm yếu nào trong hệ thống chính trị của Việt Nam để gia tăng sự kiểm soát. Do đó, việc duy trì sự ổn định phải đi đôi với cải cách thể chế nhằm tăng cường sức đề kháng trước mọi sự lũng đoạn từ bên ngoài. Điểm thứ tư, cải cách là tất yếu. Việc ông Tô Lâm có thể sẽ rời khỏi ghế chủ tịch nước là một dấu hiệu của những xung đột quyền lực đang diễn ra trong nội bộ đảng. Nhưng trên hết, Việt Nam cần nhìn nhận rằng, để duy trì vị thế trên trường quốc tế, và đảm bảo sự phát triển bền vững, cải cách chính trị và dân chủ hóa là không thể tránh khỏi. Các nhà đầu tư quốc tế và chính phủ các nước phương Tây sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam nếu họ thấy rõ một chiến lược phát triển ổn định và minh bạch. Thay đổi lãnh đạo không phải là vấn đề cốt lõi, điều quan trọng hơn là việc Hà Nội cần đưa ra những quyết sách phù hợp để vừa giữ vững tăng trưởng kinh tế, vừa tránh rơi vào bẫy quyền lực mà các thế lực ngoại bang, đặc biệt là Trung Quốc đang nhắm đến chính sự cải cách chính trị và dân chủ hóa sẽ tạo nên sức mạnh nội tại cho Việt Nam để chống lại mọi sự can thiệp và bảo vệ lợi ích quốc gia trong dài hạn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu chính trường Ba Đình còn trao đảo đến đâu nữa? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới